Bọn mày lùi về phía sau đi. Để em tránh ra phía sau nhé. Có gì đâu mà ngại. Bảo anh Kiên lên đi. À. Chào em. À, vừa đi làm về em. À. Hồi hộp quá. Xin chào tất cả các bác nha. Đây là anh em chúng cháu đã đến đấy rồi. Quang Mạc Đá đang chờ em mình về và đang nhờ công an viên đi mua ngan cho. Đấy, Thắng đã đưa anh trai đến đây rồi. Anh trai Thắng đang ở đây và chờ em Mỹ đang trên đường đi gặp cỏ ngô, phun ngô, trồng ngô gì đấy. Đang bò đi cày về đấy. Đây anh Kiên còn hăng lắm đây. Đây cày đây. Ừ. Anh chuẩn bị học cày đây. À, tới này đi cày. Đi cày. Cày ác ấy nhỉ. Ừ. Phải có võ mới cày được. Mũ Khoa Tư. À. Chị dâu của Mỹ mà. Chị dâu à? À. Chị dâu Mỹ đây à? Thế hỏi hỏi xem là Mỹ đâu? Sao? Hả? Bảo Mỹ về rồi mà. Về nhà rồi á? À? Ôi, thế sao ngay mày lên chưa thấy? Lúc này cháu lên thì bảo chưa về, nhưng mà hỏi chị bảo về rồi. Ôi, ê, lên được. Hay là trốn rồi, thấy bảo lên là trốn rồi à? Đấy, ông anh nhìn thấy đội quân nhỉ mạnh không? À. Anh Sự anh đi bảo Mỹ về rồi á. À. Ở đây đấy, đồ dừa giết cái cho lên xe. Hả? Ơi ăn thua gì. Đường đẹp. Bọn này mẹ khí thế cứ như kiểu là đi lấy vợ cho mình ấy nhỉ. Phải thế anh ạ, tinh thần lúc nào cũng lên cao. Đây là chị dâu của Mỹ à? Em nói được tiếng phổ thông không? Chị Pau à? Chị Mỹ nói được. Mỹ nó đi chợ. Không biết. Đây đây. Ai à, nó biết mình lên nhà Mỹ rồi. Alo anh Thắng, cho các em tập thể dục cái này mới khỏe anh ạ. Ừ. Anh Sự gọi ông anh đi nhanh phát. Nào đến đây cứ đi chậm lại. Anh đi cứ giật lùi giật. Giật lùi. Thank you.
cứ giật lùi dần. Xe thì hot như chim. Anh đang ngại đấy. Đường này không có bê tông khó đi nhỉ. Bạn không giấu được bạn cái gì đấy. Cái gì bạn cũng biết. Ừ, hôm nào vừa mưa được 2 ngày. Mưa to được 2 ngày lên là mầm luôn. Bên này, bên này. Đi chậm chậm thôi, đến gặp phải để cho ông anh gặp trước. Không nữa nhận nhầm chúng mày. Không à. Mấy thằng bé bé chúng mày chim cánh cụt. Anh nhìn ông anh trai anh vạng vỡ thế kia. Có gấp đôi chứ. Cẩn thận lạc anh trai anh giữa miền hoang mạc đá nhá. Như vẹt kiểu nó vậy. Đường dưới này đây. Đây nhà em Mỹ kia. Nhầm cái gì? À kia. Đang đi bộ về nhà. Đấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Không, vừa đi chỗ kia lên. Đấy. Anh lấp ló gió không phải biết phải không ạ? Phải. Đấy kìa, đấy. Đấy. Ô, vừa ta vừa nhìn thấy này mày. Vừa qua chỗ cây xoan nhỉ? Lấp ló mình. Rồi mắt của họ thật. Nhanh rồi. Nhà ná xem nào. Nhà mù chưa triển khai được sao ấy. Anh em ăn cơm à? Nó mỏ tới lầu ơ. Đấy, anh em chở gạch đấy. Đây, lên tiếp đây. À, trồng ngô. Chào em nha. À, nhà mình đây à? À, mình đi bộ đội về già. 2 năm. Bên này có thằng cây sao mộc đẹp quá nhỉ. Tủa lên trước rồi mà. Chưa mình. À kìa em Mỹ kìa. Anh Thắng đại diện là. Hả? Mở lên trước thôi. Không, làm gì. Mày xông vào làm gì bội. Vâng. Chờ em Mỹ nha. Chờ em Mỹ. Xuân Dĩ có vẻ hữu hình kìa. Em cũng cảm thấy hồi hộp đấy anh ạ. Tim em đang đập thình thịch kìa. Nhô ra nhô vào ấy, lúc nãy nó ở bên này, nó xuất phát bên này rồi. Hồi hộp quá. Tí nghĩa nào Tú ơi. vừa về đúng không? Chú vừa nhìn thấy mà. Đi đường dưới kia lên đúng không? À. Cây anh ơi, để chị vào trước này. Hồi hộp quá. Đâu, ông anh không dám lên nữa. Ui, lại hút thuốc. lấy lại Sốc nhiệt. Tụi đơn. Sự, cho sự taxi dù áp tải. Sốc nhiệt quá.
Anh Sự mặc áo hồng như kiểu sơ duyên nhỉ? Màu cánh sen nhé. Đúng ngày hôm nay đi mặc áo hồng nhé. Anh Sự ơi, cập nhật tình hình cho em với. Áo trắng đóng căng đét. Bảo anh ơi, cứ từ từ cứ bình tĩnh đi, không phải ngại sợ đâu. À, nghỉ lấy sức. Lần đầu tiên. Bảo em ý cũng đang ngại, bảo chờ tí. Cứ như kiểu với đôi trẻ con. Bây giờ mày phải truyền thông tin từ đây sang anh Sự. Mày... anh Sự truyền lại. Vâng. Vâng. Để hết bánh kẹo vào đây mới là sữa này. Tí nữa để lên xe cho đỡ phải xách. Chờ Mỹ nó đang bận gì trong gia đình tí. Tí nữa chúng mày phải hỗ trợ làm cơm hộ ông đi nhá. Dạ vâng. Ngồi rồi, ngồi luôn kia rồi. Ngồi rồi. Đây, đây. Hay về đấy. Áp tải rồi, chú Sự giữ rồi anh ạ. Cũng quá không nghĩ được là tí là chạy xuống ghế nhá. Anh Sự ơi, soạn văn nhá, soạn văn cho anh Kiên nhá. Thôi mày đi, chúng mày trêu vừa thôi. Đừng có trêu nữa, mà đừng trêu nữa. Sợ ngại. Ngại. Lần đầu tiên đến đây phải từ từ. Thích cảnh si làm thơ à? Xem tủa nó vào nó hỏi tiếng Mông cái gì á. Nhìn thấy em ấy có ngại không? Ngại à? Cho em nghỉ một tí nữa. À, vừa mệt quá à, cho em nghỉ một tí à? Lấy sức à? Vâng. Bên này cũng đang bên này cũng đang ngại, đang nghỉ lấy sức. Hai bên đều ngại. Đều nghỉ lấy sức. À, anh đi ra đấy xong anh bảo mọi người cứ nghỉ đi. Em vừa mệt quá. Em nghỉ tí để lấy sức. Đấy, đằng này ra đây lại bảo đây cũng đang nghỉ lấy sức. Đằng này cũng đang mệt nghỉ lấy sức tí. Anh còn thấy cảm thấy mùi hồ khoan là anh kia nữa. Xem anh mua cái gì. Sữa. Sữa cho trẻ con này. Bánh này, kẹo này. Hoa quả. Hoa quả này, giò này. Giò, rau. Rau nấu canh. Ừ. Giò. Mấy cả ba con ngan nữa là đủ rồi đúng không? À quên gọi tủa bảo nó là đun nước hay mổ ngan. Mày đừng vào nhé, gọi tủa ơi. Tủa ơi. Tủa ơi. Gọi mày như nói thầm thế đi. Nhỏ quá, anh Thắng bảo nó nhỏ quá. Tủa ơi. Đấy, vẫn nghe thấy nó. Bảo đun nước mổ ngan đi. Đun nước mổ ngan đi tủa ơi. Mổ ngan nhá. Bên đấy ai đang cười tủm tỉm đấy. Trong nhà cười to lắm anh, không biết là ai cười. Đấy, kia là em Bỉ kia đây đúng không? Đấy. Phải em Bỉ đâu? Không biết được. Bỉ tối. Em chỉ thấy một mái tóc đen đen thôi. Đâu, hai anh em cứ ở đấy. Em mới bảo là chờ tí. Em mới vừa đi làm về mệt. Đợi một chút. Một giây thì đợi làm gì? Đợi một giây. Có mỗi thằng Tủa phiên dịch nó hơi ấy. Có thằng Thảo Mỹ Linh đi thì biết hơn tí. Mày biết cái gì? Ngồi im đấy. Cái việc này nó có phải đơn giản đâu. Trăm năm người ta. Em thấy mái tóc dài dài. Đâu? Đừng trêu.
trong kia là hí hí rồi. Chị dâu thôi. À, đi lại chị dâu. Chị dâu. Ông anh trai mình. Gặp nhau rồi lại khó lìa xa. Còn đang dang dở. Biết bao tâm sự còn đang dang dở. Gặp nhau rồi lại khó lìa xa. Khéo mai lại bảo mày cứ về trước đi. Ở luôn. Mày về không về nữa. Mày cứ về trước đi. Đây phải không? Hả? Ngoài nào? Áo kẻ kìa. Hả? Không, bể nước kia là mẹ đó. Ủa, chúng mày nhìn mặt mũi thế này. Mẹ. À, mẹ, mẹ chị ý. Chắc ngại người bên phải này rồi. Như đang nấp bên cửa sổ lấp ló. Ngó nhìn. Tùa đang đun nước à? Không biết được, thấy ngồi ở kia lại đi ra rồi. Ngồi lại nhỉ? Không, gọi làm gì? Dòm. Mùi dòm. Đây là đằng sau đây, một đoàn vừa dòm mình thế này. Ôi thế à? Ôi, anh ơi, bên này cũng đang nhìn. Biết rồi. Thằng Tủa vào làm gì đấy? Thằng Tủa không đun nước à? Tủa ơi! Kệ nó. Đun nước đi. Kiên đâu? Xấu hổ. Bơm bị e rồi. Dứ dần dần. Hôm đầu thế thôi. Hôm nay là... Hôm nay đi xe ngồi với em kia mà anh bảo đến là còn đến nhà em mỉa đến hoang mặt đá rồi thấy tay run thế này mà. Đến thế này mà ngồi. Không nói gì. Lúc anh bảo là đến hoang mặt đá rồi á? À, vâng. Bảo chỉ nhà nó bên kia thì. Vâng, thấy tay thế này mà. Cứu. Cậu cứu luôn. Đang gọi điện cho ai? À, hình như là báo cáo bố mẹ sao ấy. Chắc báo cáo các bác lo chứ mà ông bà ở nhà lo chứ. Tao đưa ông đi không phải đơn giản đâu. 300 cây. Chưa thấy sò công an viên mang ngan lên nhỉ? Lại tí lại đi tìm sò nữa đi. Hay lại quên rồi. Tí nữa là vào chúng mày không gì nhá, chúng mày là cứ động tác là sách quà thứ để vào đấy xong rồi khác đi nấu ăn nhá, không ai nhìn biết như hôm nọ nhá. Ông này phải dặn ông này này. Cái thằng Hữu này thế. Dạ. Vâng, em nhớ rồi. Có nghĩa không quan tâm gì đến cái việc đấy, hiểu chưa? Vâng. Căng thẳng lắm nhé. Căng thẳng chứ, căng như dây đàn. Ngồi kia mà... bút óc luôn. À, hình như ra rồi. Ra chưa? Thích rồi. Gái thích rồi, bên gái thích rồi. Kiểu này là thích rồi. Đúng không? Kiểu này nó ở rồi. Ra xem mồ hôi ướt hết áo rồi. Xuống ngồi nói chuyện cùng. Ngồi cạnh ấy.
Hả? Tưởng giật lá cây. Thế nào ạ? Hả? Sao? Cũng hồi hộp à? Hồi hộp á? Bảo bọn anh lên bất ngờ á? Nhưng mà nó có ấy không? Hiện tượng thấy thích không? Đùa mày, không cảm nhận được à? Thấy mặt đỏ không? Đỏ, đỏ mặt không? Má hồng. Má hồng, được, thích. Khoảng bao lâu nữa vào được? 5 phút nữa. Chọn giờ đẹp đúng không? Thế là có mỗi chị dâu với cả mẹ ở nhà thôi à? Thì bác thì ở nhà trông hai cháu của chị dâu em ấy. Thì chị dâu em ấy cũng vừa đi làm nơi, em ấy cũng vừa về còn chưa vào nhà. Cái lúc cháu vào đây thì mới đến chú bể ngoài. Hả? Thì thằng Tủa nó dịnh có như nào nó dịch vậy. Thằng Linh nó còn biết hoa Mỹ một tí. Đúng rồi, văn hoa một tí nói. Kiểu nói nó khẽ nghe một tí. Cậu này thì... Đây bảo đấm là đấm. Tát là tát. Thế rồi, bảo như nào là biết như thế luôn. Khán dạ. Xem có sao, sóc một tí. Không, nó không cắm đầu đâu. Nó không cắm đầu đâu, nó ấy xuống. Nó đứng đây ngã không này. Đứng xuống chỗ đấy. Khán giả xem. Khán giả đứng xem. Quấn quá. Khán giả đứng đây ngó. Quấn quá lộn. Thấy úp gã sợ thật. May không trượt mặt xuống nhá. Lộn đập lưng. Đập lưng thôi. Ừ. Nhưng mà đau ấy, khó thở đấy. Tại vì là nó lộn, nó mắc lại một lúc mà. Nên là em chạy lên kịp. Ngủ gật. Bảo bên kia em ấy cũng đang hồi hộp. Chờ tí em đang hồi hộp rửa mặt rồi miếng cho tỉnh táo á. Rồi, đẹp lắm, xinh lắm. Tủa ơi, chú bảo này. Tủa. Bảo ra mời anh vào nhà chơi. Bọn mày lùi về phía sau đi. Có gì đâu mà ngại. Bảo anh Kiên lên đi. Chào em. Vừa đi làm về em. Hồi hộp quá. Vào đi anh. Bọn em đi vào sau. Anh cứ đi. Đây là anh Kiên, anh trai anh. Em nói chuyện rồi đúng không? Vào nhà đi. Vào xách đồ nhanh lên rồi. Xách đồ luôn. Ông này thái giò thái giấc nhanh vào việc. Đẹp tuyệt vọng luôn rồi gì nữa. Bảo cho nó tha đi.
À, rau bỏ bỏ kia, bỏ bỏ lên đồ bánh kẹo cho trẻ con ăn nó tha. Ngồi đi anh. Xem đồ đạc những thứ này phải đâu, giò đâu. Giò bỏ xuống bếp. Hoa quả để đây. Bánh kẹo bóc lên cho kẹo bóc cho trẻ con. À sữa 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 cho nó uống sữa. Hầu sữa đi. Đấy đưa cho anh Kiên cho bọn trẻ con uống. Đến chưa? À bảo lấy ngan vào đi. Sao đây? Ôi đứa nào khóc ấy? À. Vào nọ tha. Ồ ba con tốt rồi, ba thôi. Vào đi, cho vào đi. Cho nó trẻ con đi. Đây nấu cơm đi, đun nước nấu cơm đi. À. Kệ các bạn nói chuyện. Ờ đang đun. Đun nước rồi. Xem đằng sau mang ra đằng sau nhặt rau nhặt cái mấy anh em mấy thanh niên đằng sau đi, ra bên này đi. Hả? Ờ. À, không sao. Tí sáng bây giờ mà. Thế à? Lọc. Ừ. Nhặt rau đi, nhặt rau. Rau. Để yên, để cho các đôi nam nữ người ta tâm sự, hiểu không? Nước sôi chưa Tủa? Chưa. À. Sắp chuẩn bị sôi. Ngó đây xem thấy ông anh ấy chưa? Ông anh ngồi ghế hay chưa? Đang loang quang đầu rồi. Đang ngồi rồi. À. Ngồi yên vị trí rồi. Có vẻ hơi thở dốc. Đang ngồi ngắm. Chi tiết một. Anh đừng có làm em cắt vào tay nhé. Cho Hiệp nó múc đó. Ông Sự thì tay chỉ dài hơn ông Hiệp một tí thôi. Bọn này chưa biết rửa người ta nhá. Đấy, một cái chậu này là rửa đúng bằng cái rau đấy. Không phải rửa như người kinh dưới tay sẵn nước rồi. Cứ hàng ấy đâu. À, sò, xem ngan đâu, xem nước sôi được chưa? Để mỗi anh em làm hộ tí. Đấy, đấy là đúng rửa rau tích kịp nước các bạn nhé. Đó. Rồi chị lại đổ lại rửa lại à? Sạch luôn.
Ok. Đã xong. Xong rồi. Có cái xô ở đâu không nhỉ? Đấy, cái xô múc gáo này có mà đến một quýt. Xong rồi. Đây nha. Được. Lấy còn nắp chưa? Sạch bóng một cái xô không bóng đi. Không phải rửa nữa đâu mà. Sạch bóng rồi. Đi à. Gặp nhau rồi lại khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. bảo chú rể cứ ngồi đấy. Ờ, đây. Cứ đi ra ngoài đi. Ừ. Ở nhà ngồi làm chút đi. Mà anh em khăn nấu cơm. À, bảo Mỹ đun nước hộ cho. Hai hai anh em đun nước. À. Anh trai anh mới lên đây là chưa quen nên là có gì em phải chỉ anh ấy. À, vài hôm là quen ngay mà, biết ngay mà. Hot ác phết đấy. Nhưng mà hot hơi ấy. Hơi lủng củng. Thôi lần đầu gần nhau thì chắc cũng hơi là lạ một tí. Bảo hỏi tí nữa xem, bảo xong rồi bảo anh sự xuống mở cốp xe cho lấy ba lô lên ngủ luôn đây tối nay. Tí xuống lấy cho mua cho cái chiếu chiếc nữa. Ở dưới này nó bán nhỉ? Có bán chiếu mới không nhỉ? Đi ra ấy ra ba lũ phù rồi. Mẹ chỉ cho hai đứa nhất trí cho nhau đi nhà nghỉ. Ôi dồi, thôi. Sao? Nóng. Công an viên này còn máu hơn. Cô quá rồi. Ông thích làm cỗ mà. Đấy. Đêm hôm đấy đạp về. Ra đây ngồi anh kể chuyện ma cho nghe. Gió lồng lộng mắt. Rét quá. Tình hình nào anh? Tí nữa ở đây luôn nhá. Em bảo anh em xuống rồi lấy quần áo lên cho. Mới mà mua cái chiếu cho. Được. Được. Anh sữa này, anh xuống xe đi. Em nói thật. Tí nữa ấy xong là đi rủ bảo. Không rủ cái gì. Bây giờ anh là lấy luôn đi xuống lấy cho em cái túi quần áo của anh Kiên mới cả đi mua anh ở trong bàn ghế của anh ấy. Anh... Ấy... Từ để Mỹ ơi, Mỹ à, Mỹ ơi, anh bảo này ăn cơm đây không, tối tí nữa cho anh Kiên anh nghỉ chỗ kia nhá, ở kia. Anh bảo anh ấy đi lấy cái chiếu cả đồ nhá. Cho con dao để cắt tiết này. Dao này á? Cắt được không? Gặp nhau rồi lại khó lìa xa. Đúng. Bao tâm tư còn đang gian dở. Tuổi. Hỏi xem ông Kiên biết đi xe côn nhỉ? Biết đi xe côn nhỉ? Lấy bảo cho hai đứa đi mua ấy. Ừ, đúng rồi. Dẫn đi. Đi bà đi. Mỉ dẫn đi. Anh Kiên này. Xong rồi tí về nấu cơm là vừa. À thôi, bây giờ ông đi nhập nhọạng rồi tối nó không quen đâu. Thôi. Để ông sự đi xe ô tô đi. Đi đâu? Đi mua chiếu này. Chiếu lên ngã ba Lũng Pù. Đi gì? Hả? Kiên đi gì? Kiên phải ở đây chứ. Cho Hiệp đi. Ừ.
Hiệp đi, thằng Hữu ở đây. Hai chú cháu cũng đi đi. Hai chú cháu đi mua đồ. Đây Hiệp làm hộ ngan đi. À thằng ấy làm ngan đi. Hữu. Tao cũng cuống hết rồi này, gọi linh tinh cái cả. Cái túi đen đấy mới cả ấy. Chiếu mới gối nhá. Ờ. Hỏi phát được. Ấy là được. Kết rồi, chung kết rồi. Nhà trai thì hăng hái, nhà gái thì có kém gì đâu. Tí có ăn tiết rồi. Con của anh không phải cả con của em ấy. Con của em, bố em vặt con nhẹ ít con nhỉ. Lưng sẽ cắm để nó hết rồi. Nó bị dữ dọn em sẽ coi để lại chứ. Sa chí hết rồi. Chị của nó đẹp. Lông nhiều quá. À đây, mấy ông đi mua chiếu về đây. Sao anh? Chả màn chả miếng đầy đủ rồi gì? Chả màn rồi, không có chăn. Đi tìm khắp không có chăn. Không có chăn nữa? Không có. Đấy, bỏ đi, bỏ dọn ra đi. Tối ông anh không ở đây thì mát rồi. Mát lẹm, ngủ đây thì mát lẹm luôn. Hàng nóng, hàng nóng. Cái gì đấy? À, là đắng à? Bỏ hết cái này ra bàn đi. Đấy, hoa quả với bánh kẹo. Giải đè cái chiếu này lên luôn. Soi. Em dịch cho anh Phát bảo bà xem là bao biết ngày để nào. À. Em bảo tối con rể ngủ đây được chứ? Mày không dám dịch à? Không dám từ dịch con rể à? Không. Cần gì cái đấy? Ờ à, thế thì giải cái. Đỉnh của cao đấy, tối anh ở đây nhá. À, đúng rồi, Hiệp. Anh giải cái chiếu lên. Anh ở đây mấy hôm về đón cô dâu về. Về nhà mình thì nó khác. Có mắc màn đâu luôn. Thế không có mũi đâu mà. Thôi cứ mắc màn cho anh nhá. À, cứ buộc đi. Buộc màn buộc rất đàng hoàng vào. Tí bỏ dưa vào rước sau. Đấy, giàu ngon đấy. Canh đắng kìa, tràn được kìa. Em cho canh đắng vào rồi, rau đắng vào rồi à? Chưa.
Đây thả xuống đi. Sôi rồi thả vào rồi. Thả xong rồi lấy xuống rồi mà. À, không cần đâu. Đâu rồi, lá đắng đâu rồi? Anh Sử. Thả phát cho nó sôi là lấy xuống rồi anh ạ, không để lâu nữa chứ. Rồi, mở ra cho vào. Sao được? À, cho tiết vào trong đấy không? Có, cho đây. Đấy à, cho tiết đã, cho tiết đã. Thế phải đun tiết lúc cho nó sôi. Ai là? Chẳng trai côi mô ghê. Được rồi, cho vào đi. Rắc mì chính. Bắt thử check này. Anh không ăn mì chính đâu. Mới đổ mì chính nhiều, anh sợ. Mình phục vụ đôi bạn trẻ này mệt đấy nhỉ. Đôi bạn trẻ cứ đi chơi mình cứ phải phục vụ. Cũng sướng mày khổ tao. Nhưng mà thôi anh, vì đôi bạn trẻ mình cố gắng vậy. 2-3 ngày nữa là có kết quả rồi. Các bác chờ vào kết quả nhé, để nếu có kết quả ổn định, anh em ok là ông anh trai của tôi sẽ xuất hiện. Cưới. Bà cười. Cưới nói như nào nhỉ? Cưới thì đám cưới thì nói như nào? Cũng... Một châu. Một châu. Tù mỉ ô châu à? Đúng rồi. Tù mỉ ô châu tù kia à? Đúng rồi. Thì nói như thế thôi đi. Có thiếu từ nào không đấy? Không thiếu. Anh nhì mẹ lắm rồi. Nói như nào? Nói hai đứa cưới nhau là gì? Tù mỉ ô châu á? Tù kiên á? Ô châu tù mỉ kia tù kiên. Ừ. Là đám cưới mỉ với lại kiên. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không sao, cứ cho hẳn ra. Ra tí nữa. Ông bổ dưa hấu. Rắc muối chưa? À, thịt xóc muối. Piu, đặc sản đấy. Canh đặng được rồi mày. Hả? Thôi được rồi, được rồi. Được rồi. Canh đắng đây. Đây là vụn nè. Các bác đừng bỏ vụn đi nhé. Vụn là càng tốt. Các bác nào mà nhận được lá đắng mà nó vụn nhiều nó cũng ngon lắm ấy. Là nó phơi được nắng nó giòn. Này nhỉ. Thêm tí nữa bác. Ăn có đắng. Đắng ngắt. Múc canh đầy vào. Đây, bây giờ tối rồi nhá. Anh em đang làm cơm. Đấy. Em Mỉ về đấy, mấy anh trai về đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Sò công an đâu nhỉ? Sò công an viên đâu nhỉ? Hả? Canh đắng nữa ạ. Rất là ô rồi đúng không? Ừ. Này. Không, mang về đấy. Canh đắng xưa này ăn ok đấy. Vâng, canh đắng đây nấu ăn ngon mà anh. Canh đắng xưa này ăn ok đấy. Ừ. Chị dâu em chưa về à Mỹ? Hả? Thế à? Sò đâu rồi? Sò nó lại bận gì nhỉ? Đấy, bốn đĩa vẫn còn đĩa nữa anh. Còn. Mỉ ơi, nhà em có chén uống rượu không? Chén á? Ờ. Có mà. Hả? Có, nhưng mà chén rượu. Ừ. Học chào đi á. Học chào.
Bắt đầu rồi chưa? Hôm à? Nó à? Nó à? Nó à? Mua mà? Mua đi. Mấy thằng ngồi đây, về bên này cho Mỹ mới cả anh Kiên ngồi ghế kia. Đấy, anh mới cả Mỹ sang ngồi ghế này. Anh Kiên xuống ngồi đấy. Ngồi bên này. Ra trận đi, ra trận đi. Thằng Hữu về đây để ông Sự ngồi đấy. Đấy, cho anh. No sữa. Để xuống trước đi. Thôi mình xoay xoay vòng cái này vui hơn. Ngỏ bàn sang. Ngỏ bàn bàn ngỏ bàn. Tủa về đây ngồi. Tủa về đây ngồi. Đấy, tủa về đây ngồi bạn. Bắt đầu. Mua mà. Nhẹ tay. À, nó mỏ. Nhẹ tay là gì? Nhẹ tay thì như bà ngoại hoặc là mẹ vợ. Không phải. Nhẹ tay ra. Nhưng mà anh gọi thế là sao được? Đấy, anh Kiên phải gọi bà là nghĩa tài. Cả đồ máu mà anh Kiên gọi là mới đúng. Nghĩa chi, nghĩa tài. Nghĩa chi là gì? Nghĩa chi là bố vợ sao chứ? Bố vợ à? Nghĩa chi. Giở chi á? Giở chi á? Vợ là bò nghĩa. Nghĩa tài, nghĩa chi, tá lầu. Tá lầu là gì? Tá lầu là tiếng Mông. Tá lầu là anh trai. Đúng rồi. Là có thể là cậu cậu út hay là cậu đa lầu mới là ấy. Đa lầu mới là cậu. Đa lầu. À, chật mày đúng không? Không nghĩ là cái từ lầu cái là cậu ấy, là phần trên hết. Đa lầu là cậu. Bảo Hải. Chị Bảo Hải. Chuyện tình bao ngày qua. Gặp nhau rồi lại khó lìa xa. Cái gì? Học máy được câu không có tóc này. À, xia đa đầu à? Ta hảo chỉ mua pula. Rồi chị sao ấy? Là không có tóc. Cách đầu này. Không có tóc. Cách đầu chỉ mua plau. Chỉ mua plau. Chỉ mua plau. Chỉ mua plau là tóc dài. Không có lông. Không có lông. Đấy, không nói anh không nói anh chỉ mà, anh học được câu đấy. Ta hỏi chỉ mua pulao. Đấy, đúng không? À, bảo mẹ em ngồi đi. Mua mà. Ừ. Mua mà. Nó đang mò thôi. À, mang đi. Để chén đây để anh Kiên anh rót rượu. Ôi giời ơi. Trật tự. Vào đi, ngồi đi em. Đây. Có cỏ tí nhát rồi đó. Tủa với lại em lùi ghế lên trên này tí này. Tủa. Nước có tí lò rào rào. Lưng thôi. Ngồi đi Mỹ. Cả chị đấy, ngồi đi. Chị ăn rồi. Nếu không thì lấy một đĩa thịt cho chị với cả cháu các cháu. Phần chưa? Rồi, nó mỏ. Chị dâu. Phần chưa? Cháu để một âu thịt mấy kia mà. Có à? Có rồi. À thôi, phần cho chị với cả cháu rồi. Em ngồi đi. Rộng hơn xíu cháu. Ngại gì, có cái gì đâu mà đông như này. Mỗi người một tay cầm cho nhanh nhỉ. Trước sau gì chả quen. Đúng không? Dần dần nó từ từ. Cái này một cái rồi anh Sự. Quên mất. Chưa được. Lấy cho. 100
Rồi đúng rồi, anh sư nói xem. Đúng rồi. Đừng múc lòng rồi chú. Anh cành. Cành trắng á. Ui hôm nay cho hơi nhiều ấy. Anh Hiệp cho xanh quá, xanh leo leo. Đáng ấy. Quá đáng luôn ạ. Ăn này mới giải nhiệt. Ngày hôm nay là nóng ấy. Đây đây cho cái bác đang say rượu này uống. Mày nói tiếng Mông cho mấy câu. Vâng. Thuốc, thuốc. Ờ, ít bé hầu tí nữa gọi còn không thấy thưa nữa đấy nha, gọi tên còn quên cả tên mình đấy. Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa. À, sò được anh nhỉ, đội quả mũ uy tín đấy nhỉ, nhìn như già làng trưởng họ nhỉ. Già làng trưởng họ chứ không phải trưởng thôn. Nhìn như ông quan làng ấy, đón dâu. Tập tích rồi lại. Đủ ban bệ thành phần rồi. Mẹ vợ là cái gì nhỉ? Lại quên mất nhỉ? Vừa nói xong nhỉ? Hả? Nghĩa tài nhỉ? Đây là mèn mén. Đấy, cái món mà đi anh hỏi đấy. Hôm nay anh sẽ được ăn món này. Và từ mai anh sẽ ăn món này. Của em luôn. Bỏ bỏ cái này ra. Đầy đủ rồi thì bỏ ra, đủ chén chưa? Ngồi đi em. À ngồi đi chị, quên mất rồi. Từ giờ là chị rồi nhá, tôi không gọi bằng em nữa đâu ấy. Cô, chúng mày phải gọi cô Mỹ hết đi. À, so xanh à, tí lâu à. So xanh à, nước. Đấy, tủa phiên dịch hộ chú là hôm nay có anh trai chú ở dưới quê nên đây mua đồ ăn ăn cơm với cả gia đình, đến chơi với cả gia đình đấy, cho biết và thông báo cho là anh ấy tên tiếc như nào đấy nhé. Chú Kiên nhỉ. Nên không, bây giờ tôi chỉ về kiên nên là nhất là sách cá này, nhà tê, chỉ là thay đủ tê lọt, và người tuân thì tuân dựa dựa theo người ta là tuân như một mộ lên lo, tôi sửa chút thanh, tôi chạ sửa, sẽ là khệ đường bay qua kiên. Tuần ta như hôm kia. Hôm kia. Do chỉ là thay đủ tê lọt. Bạn của mình. Tê lọt. Do nhiệt lọc như tú. Nhiệt lọc như tú mà. Nó chứ mà nó hụt tàu. Hụt tàu tí nào. Thế sao tôi nói Mỹ hạ lòng như gì. Tao vừa nói bạn của Mỹ mày lại dịch sang cái gì rồi ấy. Thì là bảo lên là quen với lại là bạn của Mỹ. À ok ok. Được rồi nào nhá. Thôi cảm ơn gia đình. À. Thôi con không ạ. À, em Mì. Không ạ. À, chị. Nào, mời chị nhá. Nào, mời mọi người đấy. Vâng, mời đó. Vâng. Mời bà. Vâng. Đấy. Hai anh chị cạch chén nhau đi. Đấy, rồi. 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 Uống theo kiểu khát vọng luôn đi. Hay kiểu Mông Cổ ấy. À, rượu mạnh đấy. Ôi dồi, anh trai uống khỏe thế. Được rồi, được rồi, mời đi nha. Ai cho chị uống ngon thế nhỉ. Rồi, mời các quý ông bà, anh chị.
cơm nhé. Cảnh thắng à? Vâng. Hầu á? Hầu. Nó á? Nó. À, rồi. À, rồi rồi. À đây cảm ơn anh Kiên. À, cảm ơn anh Kiên Kiên. Đây đây. Anh Kiên bắt tay rồi giỏi rồi. Lần đầu tiên nắm tay. Thôi cái việc đấy thì không nhắc đến nữa nhá. Còn chị dâu mới cả chị Mỹ mới cả anh Kiên là tự tìm hiểu nhau. Còn mình hôm nay đến đây rồi là cái công việc là ngày mai là mình còn phải làm nhà làm giếc ở dưới nhà ná này cơ. Nên là các bạn đi đâu chơi, các anh chị đi đâu chơi thì hay là đi làm cái gì là tùy thôi nhá. À. Mai là nhà chị Mỹ này là có làm cái gì không? Mai hả? À? Phải đi ngày mai đi làm nương hộ không? Hả? Ngày mai nhà đi trồng ngô. Mai nhà trồng ngô rồi à? À, thế thì mai anh Kiên đi cùng luôn. Ừ. Đúng rồi, thế ở trên này là cái trả hộ công đúng không? Thế thì anh Kiên góp một công rồi. Mấy hôm nữa nhà anh Kiên cấy thì Mỉ lại xuống hộ. Ờ đúng rồi. Nó chẳng nghe được mày. Đi từ chiều giờ mày nói được mỗi câu này. Đợi công ấy. Được rồi, thế mai anh đi trồng ngô cho nhà Mỹ đi. Xong mấy nữa Mỹ lại về nhà anh cắt chẻ. Ăn đi em ơi. Ăn chị ơi. Mời đây, mời nhá. Cá chị cá. Cá mà nhỉ. Cánh đắng ngon nhỉ? Cánh đắng hôm nay nấu ở nhà chị Mỹ này ngon hơn hẳn nhỉ? Mà bình thường nấu nhà khác nó không. Ngon. Ngon không? Phải ông bác ấy ngon. Cái gì cả? Cá mà khô cú. Cá mà khô cú là ngon nhưng mà hơi nóng. Nó phải nóng. Khô cú là nóng. Nóng. Đây, món ăn ưa thích của anh Sự đây. Anh đang chờ em, anh lấy luôn hay cho anh cả cục cả thẳng đi. Sự này ăn mén mén còn khỏe hơn người Mông rồi đấy. Nào Hiếu, mày ăn lần nào chưa? Em bây giờ em mới được ăn. Đây, cơm 3 bát, rượu 3 chén, thuốc 3 thang. Ăn 3 bát này no 2 ngày. Anh có ăn được canh trắng không đây? Ăn đi, không ăn được thì... Ăn được không? Ăn được chứ. Nó mỏi. Nó đi. Nó mỏi. Xong là ăn cơm, ăn thịt đi. Ăn đi chị Mỹ ơi, ăn đi bà ăn đi, mọi người ăn đi. Có lẩu hầu ăn thì hầu mà nó hay mà. Đây gọi là sinh tố ngô. Có lẩu là thế là bà kia hay là bà này? Bà kia. Bà nào? Thế làm nào? Không, cái là có lẩu ấy, có lẩu là thế là mẹ. Bò lầu là mẹ mẹ không phải mẹ, tức là bà kia. Bà kia bò lầu à? Thì là mới là nói với người già đúng không? À. Thì phải nói như thế chứ không. Không nói với người già đấy mà. Nói với người già lại bảo bà kia đâu? Apo. Apo. Bò không à? Nè. Nè, bác gái là nè nó. Là cô. À, cô tí là nè mẹ. À, cô tí nè mẹ. Để đó là bác ăn đi mọi người ăn đi, ăn mạnh vào. Nó no à? Ừ. Ôi, thế bên kia họ dạy em nó cũng. Xong anh Kiên ăn xong mời rượu đi anh. Mời chị chị ăn. Lần đầu tiên đến nhà. Chơi. Một tay mua mì. Đây là ông chú à? Đây là ông chú. Đã, mời ông chú tí nhỉ? Chú. Cô giá tăng. Ừ. Đâu? Hồ chơi mà. Chơi mà tiếc rồi. Ồ, hả mà. Ừ. Chú à. Anh mời bên là... Mỹ. Anh là đúng rồi. Ừ, mời nhá. Ừ. Hay là chú tên gì nhỉ? Mua. Mua à? Lầu Mí mua à? Chỉ mua thôi không bán. À, chỉ mua không bán. Chỉ mua thôi không bán. Chỉ mua về thôi. Còn lâu về thôi nhá. Cho tên nào, cho tên. Ừ. Nửa thôi, nửa.
Em mời anh cô ăn cái gì nhỉ? Vâng. Chúc anh sức khỏe cho ta tốt nha. Anh là lần đầu tiên lên trên này nhỉ? Vâng. Đây là Xuân Hữu đàn tính. Nghệ nhân hát then. Tí cần thiết là đàn ca sáo nhị luôn cho. Sáng tác luôn cây của anh luôn. Nghe tuyệt vọng luôn. Về miền đá tìm em. Đúng rồi. Tí nó sẽ hát cho bài anh Kiên nghe bài Về miền đá tìm em. Hai dòng thời gian ngược. Anh về cao nguyên đá. Em ngoan à? Ăn đi. Ăn đi. Hay là không ăn được canh đắng ấy? Em không ăn được canh đắng. Hả? Nếu không ăn được kinh đáng thì đi lấy cái bát cát thì đi xong rồi về lấy thức ăn. Xấu hổ như kiểu là gái mới về nhà chồng đấy nhỉ? Ừ. Mùa chê. À, mình về trước đây. Thôi, đây, mời anh em. Thế nhá anh Kiên nhá, em đi đây. À, rồi, ok. Không phải mũ là mũ tủa đấy. Người đàn ông đồng mũ lắm. Ôi, chào chú nhá. Đây. À, chào chị dâu nhá. Chào bà nhá. Chào bà nhá. Mùa. Đây, về đây kệ ông anh đấy. Đây rồi. Cầm điện thoại hết chưa? Cầm hết rồi nhá. Ờ. Chủ có quen gì không? Chờ đã. Đi. Chị đi bộ thôi. Thế nào, khổ liệu ổn không? Anh em theo mấy anh em dự đoán tình hình thế nào? Hả? Chiến sự thế nào? Với cả là mới gặp với em. Mũ Chê à? Ờ, anh đi đây. Mai anh lên nhá. Đang làm nhà ná.